Xin chào mọi người. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái em laptop Toshiba Dynabook G83, nhưng mà cái con này là tới Gen 10 lần mọi người. Gen 10 ha, siêu nhẹ, siêu chất lượng và mình thấy là cũng khá là đẹp luôn. Rất là thích mọi người. Siêu nhẹ 13.3 inch nha. 13.3 inch mà nhẹ nè. Hơn 8 lạng một chút xíu. Và dòng này là cái dòng Gen 10, đặc biệt là màn hình siêu đẹp luôn mọi người. Màn hình Full HD mà chuẩn nội địa Nhật, siêu đẹp, màu sắc rất là mê luôn. Cầm cái máy lên là tưởng chừng như là không có ruột á mọi người, siêu nhẹ mà đặc biệt là nó còn đẹp, nhẹ. Và dòng này thì nó nhiều nhưng mà nó đẹp như thế này thì rất là hiếm luôn. Và màn là đẹp, không có bị phản quang nha. Và mình bơ giới thiệu mọi người đến cái cấu hình. Đây, G83FS nha mọi người. i5 Gen 10, i5 thế hệ 10 nè. RAM 16GB là quá khỏe cho văn phòng, là thoải mái, ngay cả học sinh, sinh viên rồi vậy đó. Mình sử dụng cái máy quá ok luôn, mà bỏ nó vừa vặn cái cặp, vừa vặn cái cốp xe nè, tiện. Và quan trọng là nó nhẹ, nó hơn 8 lạng nguyên một cái máy, chỉ có hơn 8 lạng chút xíu thôi. Và bản này là pin trên 3 giờ nha mọi người, Full HD nữa, quá ok. SSD là 256GB, mọi người có thể nâng cấp lên 512 hay 1T gì đều được nha. Độ phân giải màn hình là Full HD là 1920 x 1080. Màu sắc của dòng nội địa Nhật thì khỏi chê luôn, rất là đẹp, rất là mịn, rất là đã luôn mọi người, nhìn cực kỳ thích, mà màn đẹp không có lỗi lầm gì. Phím cũng rất là đẹp nha, chỗ này là bụi thôi. Đó, phím này á, đây màu xanh đặc trưng của đây nè, bút nhìn nó rất là đẹp nha mọi người. Phím không có bị bóng một tí nào luôn. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế. Nếu mọi người tự dán thì sẽ cắt dán, còn không thì mình sẽ cắt và mình dán hộ mọi người. Bình thường mình dán cái này dùm cho khách, nó cũng rất là đúng khuôn luôn, nó cũng vừa phải và nó cũng đẹp lắm mọi người ha. Cái này thì nếu mà không quen dán thì mọi người cứ tin tưởng để mình dán hộ, còn mọi người về tự dán thì mọi người cắt dán cũng rất là đẹp. i5 Gen 10 nha, và đẹp quá trời là đẹp luôn, khỏi chê, rất là thích. Màn hình mọi thứ là khỏi chê luôn mọi người, cấu hình cũng rất là mê, và vỏ ở ngoài thì cũng tương đối đẹp nè mọi người nè, không có bị trầy mòn gì hết, đúng màu xanh đặc trưng của Dynabook, nhìn rất là thích nha mọi người. Đây nè, quá đẹp luôn. Như vậy là tương đối đẹp rồi. Có ngõ sạc nè, ngõ Type C, HDMI, ngõ thẻ nhớ, tai nghe. i5 Gen 10 RAM 16 là quá ok rồi, nhưng mà cái máy này vẫn có thể nâng cấp. Có nghĩa là mặc dù mỏng như thế này, 13.3 inch, mặc dù nhẹ như thế này nhưng vẫn nâng cấp được, và đặc biệt là có cả mạng LAN luôn mọi người, nó rất là hay là chỗ đó. Hai ngõ USB ha. Máy hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết, máy kèm sạc zin. B079 là mã mình đặt cho máy này, và mình báo mọi người cái giá cực kỳ tốt. 5 triệu 7 nha mọi người cho cái con i5 Gen 10 RAM 16 SSD256. Quan trọng là Full HD nhưng mà là màn đẹp, máy đẹp. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình ha. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code nè. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Siêu nhẹ nha mọi người, cảm ơn mọi người nhiều.